Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 2019 và bây giờ cũng là 11 rưỡi giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và buổi tối ngày nay thì mình level muộn hơn mỗi hôm một chút nhé. Và sản phẩm buổi tối ngày nay mình giới thiệu đầu tiên cho các bạn là chiếc con này là chiếc Samsung A70 nhé. Này, con này có vân tay nữa ấy. Vân tay âm màn hình. Các bạn không cần đấy đâu. Con A70 này thì đấy, các bạn dí vào màn hình được. Hình thức là máy đẹp chín chín các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy. Con này còn bảo hành tận 11 tháng nữa các bạn nhé. Con này khách vừa mới mua được 1 tháng nhé. Còn bảo hành tận 11 tháng nữa các bạn nhé. Này. Đấy, màu nói chung là màu tím tím này, nói chung cái màu này thì mình cũng chả đoán được màu này, thì mình sẽ mở ra này và mình sẽ sơ qua về con này. Con này thì là Samsung A70 và cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ là mình cũng giới thiệu sơ qua là RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Màn hình con này là màn hình 6,7 inch nhé, Full HD cộng các bạn nhé. Thì và sản phẩm Samsung A70 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Số điện thoại bên mình thì có số là 0966221789. Nhà mình dùng số này và số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Đấy, con này các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2 giúp mình nhé. Và ở đây thì mình cũng sơ qua cho các bạn cũng như là phần giả cũ của chiếc sản phẩm Samsung A70 cho các bạn nhé. Đây các bạn, đây mình vừa sơ đấy, các bạn nhìn thấy mức giá cũ chưa? Đây, Samsung A70 cũ giá rẻ đấy, 6.870.000 mà còn còn bảo hành 8 tháng chính hãng này. 6.870.000 8 tháng. Đấy. Các bạn thấy bên dưới động họ bán có đắt không ạ? Đấy, bộ họ bán rất là cao các bạn nhé. Đấy. Này, họ bán rất là cao. Đấy. Nói chung là không có một con nào mà tận dưới không có một con nào mà 6 triệu các bạn nhé. Toàn 6 triệu, toàn nói chung là gần 7 triệu nhé. Nhưng mà sản phẩm bên mình là còn bảo hành tận 11 tháng nhé. Đây chỉ còn 8 tháng đấy các bạn nhé. Đấy. Các bạn nói chung là muốn biết giá cả thì nói chung là giá cả thị trường nó có giá chung hết. Nên các bạn lên các bạn bảng giá này, các bạn so sánh bảng giá này. Đây còn bảo hành 8 tháng nhưng mà bên mình tận 11 tháng nhé. Bảo hành chính hãng 11 tháng nhé. Đấy nhé. Đấy, về phần giá cả thì các bạn yên tâm ạ. Không đắt không rẻ cho các bạn luôn nhé. Này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A70 này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Nói chung là vân tay cũng kinh thật đấy. Đây là siêu vân tay hay sao ạ? Sợ thật, nhanh, mượt. Pin này 4.500 các bạn. Khách hôm nay mình cắm nhà mình hết hạn này. Đấy, mình thanh lý cho các bạn. Mình sẽ để gọn ra đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung M20. M20 con này còn vẫn còn bảo hành đến tận tháng 3 hay tháng 4 ấy, năm 2020 các bạn nhé. Và con M20 này thì pin con này là pin 2000 nhé. Cấu hình của nó RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.200.000 các bạn nhé. Mà hình thức là đẹp 98% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm M20 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Con này còn bảo hành chính hãng đến tháng 3 tháng 4 2020 các bạn nhé. Còn con A70 này là còn đến tận tháng 7 hay tháng 8 2020 các bạn nhé. Hôm nay thì mình cũng check qua rồi. Bạn nào thích sản phẩm Samsung M20 thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì pin rất là khủng, pin 5000 các bạn nhé. Mình sẽ xem sơ qua
Đấy, pin được dung lượng pin châu bò hơn cả con A70 các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc LG G6. LG G6 thì hôm nay mình lại về tiếp là sản phẩm LG G6 đấy các bạn nhé. Nhà mình về được mấy màu nhé, đen bóng và màu bạc nhé các bạn nhé. Đây. Đây. LG G6 thì nhà mình về được màu đen bóng này và màu bạc các bạn nhé. Hai chiếc màu đen và hai chiếc màu bạc các bạn nhé. Màu bạc thì đã bọc lên lông một tí hết. Mình để dán đây thì mình đỡ tránh trước màn hình. Và mình sẽ đây cái màu bạc các bạn nhé. Đấy, camera rất là nét, ok. Đằng sau thì họ cũng dán lông che hết. Và mình sẽ đút này để tránh vào đây để trường hợp mà xước điện thoại nhé. Và mình sẽ test sơ cua qua chiếc LG G6 cho các bạn xem nhé. Con này được trang bị màn hình 2K. Đấy. 2K thì cái phần âm thanh thì đấy. Nghe em phần âm thanh đấy. Đấy. Màn hình rất là đẹp các bạn nhé, LG G6 này. Đấy. Hình thức LG G6 máy bên mình ấy. Máy bên mình là máy zin nguyên bản nhé các bạn nhé. Đấy. Hình thức là máy zin nguyên bản này và hình thức là máy đẹp 98-99% các bạn nhé. Màu đen bóng rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG G6 này thì cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Đấy. Chất lượng âm thanh các bạn nghe sướng vậy. Đấy, màn hình 2K rất là nét sắc nét các bạn nhé. Và sản phẩm LG G6 này thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy màu đen bóng rất đẹp các bạn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G6 thì bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Nhà mình thì có hai màu nhé, màu đen này và màu bạc nhé các bạn nhé. Nhà mình còn tất cả là 4 chiếc. Đây, nhà mình còn 4 chiếc. Đây, nhà mình còn 4 chiếc. Hôm nay về 4 chiếc, hai đen và hai bạc nhé các bạn nhé. Máy đen bóng rất là đẹp các bạn. Đấy. Là như bạn thích màu đen hoặc màu bạc nhé. Nói chung là sản phẩm LG G6 này cũng rất là ok các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Nova 2i. 2i thì con này thì mình sẽ giới thiệu các bạn interphone này. Con này là Nova 2i. Con này thì mình vừa mới reset lại nhé, mình chưa cài tiếng Việt nhé. Và cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 64GB. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.200.000 nhé. Con này hình thức là có ốp này, cả cường lực sẵn đây nha các bạn nhé. Máy con này đẹp 98-99% các bạn nhé. Nova 2i này. Bạn nào thích sản phẩm Nova 2i này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nha. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.200.000. Thì tất cả các sản phẩm bên mình ấy, thì có những cái sản phẩm nào mình nhập ấy, với những giá cao ấy và mình bán với giá chung chung anh em cửa hàng thì mình sẽ có báo giá riêng nhé. Báo giá riêng. Các bạn nào biết chi tiết về giá thì các bạn có thể liên hệ cho mình là qua Zalo này, hoặc là các bạn Zalo mình không trả lời thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của mình để biết giá cả chi tiết nhé. Ví dụ những sản phẩm mà điện thoại mà mình mua lướt qua ấy, thì mình có những cái sản phẩm mà giá hời ấy, thì mình sẽ để cho các bạn giá hời nhất nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn đã được tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là hình thức chọn hình thức chuyển khoản. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng và thanh toán. Hình thức nhận hàng thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho chúng mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Với những mức giá mà cao hơn nhé thì các bạn sẽ phải cọc cao hơn giúp mình nhé. Vì sản phẩm bên mình thì có ship 3 miền và lỗi được 1 trong 1 tuần nên là các bạn cứ yên tâm không phải lo nhé. Vì mình nói chung là các cái đồ điện tử này thì chung là cũng không thể tránh được. Kể cả các mình test ở nhà mình đây ok, ngon, lành, cành đào, hoặc là mình mua của khách máy zin test nguyên bản. Nhưng mà về các bạn có các bạn dùng một hôm nó lăn quay ra nó chết thì nói chung là cái sản phẩm điện tử thì không thể tránh được, nhưng mà bên mình vẫn cứ bảo hành cho các bạn thôi nên là các bạn không phải lo về chế độ bảo hành bên mình nhé. Và sản phẩm bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn ở trong Bắc Trung Nam, nói chung là tất cả các bạn ở trên Việt Nam này, chỗ nào mình có thể ship cho các bạn nhé.
Và sản phẩm tiếp theo buổi tối bây giờ này thì các bạn, hôm nay mình về chiếc Novia 3i gì thế mình đây. Đây Novia 3i, Nova 3i, con này cấu hình là RAM 4GB và bộ nhớ 64GB, máy hình thức là đẹp 98% các bạn nhé. Đây, máy màu xanh rất là đẹp. Sản phẩm Nova 3i này thì bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Đây, máy tay thỏ rất là đẹp. Nova 3i màu xanh dương rất là đẹp các bạn ạ. Bạn nào thích sản phẩm Nova 3i này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Máy màu xanh rất là đẹp ạ. Bóng nhẫy luôn, mình cầm còn trơn chuột luôn. Con này thì mình vừa bóc cùng lực của khách ra, cầm trơn chuột luôn các bạn. Rất là thích ạ. Và bên mình thì có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn làm sản phẩm, ví dụ iPhone này hoặc là Samsung hoặc là Oppo, các bạn thích lên đời sản phẩm Samsung A70, A20, các sản phẩm điện thoại nào bên mình ấy, thì các bạn có thể là gọi điện trực tiếp cho mình. Với những các bạn mà muốn đổi điện thoại từ con này, từ iPhone, các bạn cứ gọi điện trực tiếp cho mình. Ví dụ mình thương lượng giá cả, ví dụ mình các bạn mà đổi từ con này cắt xem 2 triệu thì các bạn ưng thì các bạn gửi máy cho mình, còn không ưng thì thôi các bạn chờ sản phẩm khác bên mình. Đấy, tại vì thuận mua vừa bán mà, bên mình thì có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại. Dù các bạn cái con A70 này thì nó cũng hơi đắt tiền. Nói chung là cũng số tiền nó cũng là lớn. Thì ví dụ các bạn mà muốn đổi máy để bù trừ vào để cho mình cảm thấy các tiền nó ít đi thì các bạn có thể là đổi nhá. Đổi thoải mái nhá. Đấy. Đổi cái điện thoại các bạn, ví dụ các bạn dùng A7 hay biết các kiểu đời cao ấy mà thích lên A70 này thì mình sẽ bù trừ các bạn với giá hợp lý nhất nhé các bạn, nên các bạn yên tâm ạ. Giá bên mình thì yên tâm, các bạn không phải lo ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc iPhone 6 thường thì con này là bản 32GB các bạn nhé. iPhone 6 thường, con này là bản 32GB, máy zin đét nguyên bản nhé. Con này thì hình thức con này là đẹp vào khoảng độ 90% nhé. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách nhé, hình thức là chỉ có cần tí móp đấy ạ. Con này thì mình thâu lại của khách rồi, có bị 1-2 vết cần ở đây thôi nhé. Máy màu gray các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Con này thì hôm nay mình vừa thâu lại của khách xong. Con này là bản 32GB các bạn nhé. Máy chỉ bị cần móp ít ở đây, mình một ít ở đây thôi nhé các bạn nhé. Còn vỏ lại ok, rất là đẹp chứ. Máy màu ở đây các bạn nhé, con này là bản 32GB nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Con này tất cả tính năng là ok, vân chân vân tay đầy đủ hết các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. Và sản phẩm iPhone 5S thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Và nhà sản phẩm iPhone 5S thì nhà mình có 2-3 màu. Màu gray này, màu trắng này, màu gold này. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Đây, nhà mình thì có 3 màu nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Và sản phẩm iPhone 5S bên mình thì máy hình thức là đẹp mà 97-98-9%. Và máy hình thức là máy zin nguyên bản luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S thì các bạn nhanh tay đặt hàng mình sớm nhất nhé. Và thường thường thì mình sẽ phát buổi tối này, và buổi sáng thì bắt đầu mình làm việc từ 7 giờ sáng. Mong các bạn gọi đừng gọi là mình sớm quá nhé, tại vì sớm quá mình không nghe máy được đâu ạ. Từ 7 giờ sáng thì các bạn có thể là gọi cho mình từ 7 giờ sáng thì mình sẽ chốt đơn cho buổi các bạn buổi sáng, còn buổi chiều thì phải ngày hôm sau mình ship tới các bạn nhé. Buổi chiều buổi tối thì ngày hôm sau mình ship được cho các bạn, còn các bạn nào mà chốt đơn buổi sáng thì mình sẽ ship luôn cho các bạn nhé. Nói chung là nhiều sản phẩm mình hầu như mình bán buổi sáng hầu như đã hết sạch nhé, không còn sản phẩm nào. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 4. Note 4 thì hôm nay nhà mình còn một chiếc sản phẩm iPhone Note, Samsung Note 4 thì nhà mình còn một chiếc màu đen nhé. Và con Note 4 này thì hôm nay mình vừa về chiếc con Note 4 này. Con Note 4 này thì bên mình là đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Máy màu đen hình thức còn khoảng độ 95%, khá là ok các bạn nhé.
Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S và sản phẩm Mi Note 1S này, thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Và sản phẩm bên này mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng. Và màn hình con này là màn hình 5,5 inch. Cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Ví dụ cái nhà các bạn mà có con nhỏ ấy thì các bạn có thể là sắm về, mình vừa dùng, mình vừa làm điện thoại và vừa cho con nhỏ xem phim nhé. Hoặc là các bạn ở nhà có bố tuổi cao, bố mẹ mà tuổi cao mắt kém ấy, thì các bạn có thể sắm sản phẩm Mi Note này về cho bố mẹ xem phim, hoặc là một sản phẩm mà chữ to ấy, thì sẽ số thì to hơn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A33. Chiếc Oppo A33 hình thức con này là đẹp khoảng độ 80% các bạn nhé. Và con Oppo A33 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 800k các bạn nhé. Con này hình thức thì hơi xấu một chút, thì bên mình mới thanh lý với giá là 800k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Ví dụ các bạn mua thêm một cái ốp, các bạn lắp vào thì cũng dùng ok, làm máy phụ nghe gọi, pin Oppo thì cái pin thì nó cũng trâu một tí nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn chiếc LG V20 thì hôm nay mình vừa được về chiếc màu bạc này nhé. Và cấu hình con LG V20 thì cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Và con LG V20 này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm LG V20 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Z5. Sony Z5 này thì bên mình hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.300.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Z5 này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Này, máy hình thức còn khoảng độ 90%, thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.300.000. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn chiếc iPhone 6 thường. iPhone 6 thường thì nhà mình còn hai chiếc, một chiếc Gold, một chiếc Grey. Và sản phẩm iPhone 6 thường thì bên mình là máy đẹp 98-99% và máy riêng nguyên bản các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc con này là con gì nhỉ? Sony XZ. XZ thì nhà mình thì có, nhà mình hôm nay thì mình về được 3 màu. Màu hồng này, và màu bạc này, và màu đen. Và sản phẩm Sony XZ ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá nói chung là hợp lý nhất, hời nhất cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình. Đấy. Sony XZ màu hồng. Ví dụ nhà các bạn nào có người yêu hoặc là ông xã, bà xã ấy, thì các bạn thích tặng sản phẩm Sony XZ máy màu hồng rất là đẹp nhé. Đấy. Nói chung rất đẹp nhé. Máy, hình thức máy bên mình là máy đẹp từ 97-99%. Và máy hình thức là đẹp, máy zin nguyên bản các bạn nhé. Chưa sửa chữa hay bung bét gì các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm ạ. Không phải lo về, nói chung là ở các cái clip mình con nào mình đã sửa chữa vào phần cứng ấy thì mình sẽ nói luôn các bạn. Ví dụ con nào bị chập nguồn, khách sửa nguồn như thế nào thì mình sẽ báo giá luôn các bạn nhé, với mức giá hợp lý nhất. Nói chung mình sẽ báo giá các bạn luôn nhé. Đấy, tình trạng là máy là như lỗi như thế. Đấy, mà tránh trường hợp ví dụ như kiểu lúc nhận máy lại một đằng một nẻo nó khó. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S hôm nay hình thức là đẹp 90%. Và sản phẩm iPhone 6S con này máy màu hồng nhé. Con này là bản 16GB nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Con này là bản màu hồng, bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường thì nhà mình còn hai chiếc màu đen này nhé. Và sản phẩm iPhone 5 thường thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng một tí các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5 thường thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại với mình. Thì hôm nay thì bên mình thì cũng không lượm được con nào mà của khách mà nói chung là với giá hơi một tí thì mình sẽ đăng với giá hơi cho các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Và các bạn buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu cho các bạn, thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân, biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên mình thì các bạn có thể ủng hộ mình, hoặc là các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube và bật chuông thông báo ở những cái bên cạnh đây. Các bạn mình sẽ hướng dẫn các bạn này, rồi các bạn vào kênh YouTube này, đây mình sẽ vào kênh YouTube và các bạn gõ Triệu Phú TV này.
này, TV này, đấy. Đây ạ. À. Đây là kênh YouTube của mình. Thì các bạn nhớ kích vào, các bạn kích vào đăng ký này, thì mình chưa tài khoản đăng ký này. Đấy. Các bạn kích vào đăng ký kênh này và có cái chuông thông báo ấy, thì các bạn bật chuông thông báo lên. Nói chung là có những cái video mình giới thiệu sản phẩm cũ ấy, thì các bạn có thể lên, các bạn có thể là các bạn xem đầu tiên và các bạn thích sản phẩm nào các bạn có thể là mua luôn cho các bạn bên mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và chúc cho các bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Nói chung là càng kiếm càng nhiều tiền càng tốt nhé các bạn nhé. Nói chung là Việt Nam mình bây giờ là đang là số 1 rồi đấy các bạn ạ.